bạn đã trở lại với kênh của Samna ha. Thì hôm nay Sammy và Anna sẽ review cho các bạn một món ăn của Hàn Quốc. Đó, đây là nhà hàng quê hương nha các bạn. Nằm ở trong 147 Đại Lộ Bình Dương ha. Thì ở đây có những món hàng giá cả cũng rất là ok. Và hương vị người Việt chúng ta ăn cũng rất là dễ ăn các bạn. Đó, đây vào sân của nó thì xe du lịch chúng ta để bên đây. Đấy, còn xe Honda thì mình cho để ngay đường hẻm này nha các bạn. Ở trong phòng ăn là phòng máy lạnh. Thì hôm nay mình sẽ kêu những cái món mình cảm thấy ngon nhất để review cho các bạn xem nha. Đến đây thì chúng ta có khăn miễn phí nè các bạn. Chúng ta cũng có nước suối miễn phí luôn nha. Đũa muỗng thì chúng ta ăn đũa muỗng theo kiểu Hàn Quốc nè. Cái đũa inox theo kiểu Hàn Quốc, nếu bạn nào mà cầm không quen cũng rất là khó gắp nha. Đấy. Thì mình ăn quán Hàn Quốc ở đây thì đây là những cái món miễn phí nha các bạn. Ở đây món miễn phí, chúng ta có cái này như vị, món này thì vị như bánh xèo vậy các bạn. Như bánh xèo vậy ha. Còn hai cái này, này là kim chi. Cải nấu hay hơn vị Hàn Quốc. Này thì da heo. Tóp su xào, đậu hũ. Cải, đó đây là những cái món mà miễn phí chúng ta ăn không có tính tiền, ăn kèm ha. Rồi, đây là món ba rọi nướng nha các bạn. Ba rọi nướng thì mình ăn kèm với rau. Và các món như này thì cách mình ăn như thế này nha các bạn. Chúng ta lấy một cây lá cải ha. Rồi chúng ta gấp một cục thịt bỏ vào. Đây ba rọi này người ta nướng sẵn cho mình luôn rồi. Rồi bỏ một lát tỏi vào, bỏ một cái lá. Rồi nếu mà bạn nào ăn cay thì bẻ thêm ớt bỏ vào ha. Do Anna không ăn cay nên không có bỏ ớt. Rồi chúng ta gấp một chúng ta có thể kèm một miếng thơm chi hoặc là không kèm cũng được. Rồi bỏ một miếng cà rốt vào, dưa đi và một miếng dưa nữa, miếng cà rốt nữa. Rồi cuộn lại, chúng ta cuộn lại rồi. Và như vậy là chúng ta sẽ chấm với nước chấm ở đây cho sẵn các bạn. Tại vì chúng ta thử thức thôi. Đó là cách ăn cái món ba rọi thịt nướng của Hàn Quốc nha các bạn. Rồi tiếp theo đây là cơm trộn nha các bạn. Quán quê hương này cơm trộn mình thấy cũng rất là ngon ha. Thì trộn hợp cẩm ra thịt và trứng nè. Mình đây hôm nay mình kêu đó với đây phần đây có cơm chải rất là ngon nha. Đây là những cái món thấy ngon ở quán quê hương mình nha bạn. Địa chỉ quán này sẽ có như phần mô tả, tiếp còn một cái món bò bạch tuộc nữa nha bạn. Ở quán này thì mình có cơm trắng nha các bạn. Cơm trắng thì mình ăn thoải mái luôn. Cơm trắng ở đây là miễn phí. Bạn ăn bao nhiêu thì kêu bấy nhiêu. Và cơm trắng này thường thì chúng ta ăn chung với súp này nè. Nước súp này chan cơm ăn rất là ngon nha. Đây mình đang nấu món súp. Súp này có bò và bạch tuộc nha bạn. Hương vị kim chi của Hàn Quốc ha. Rồi đợi mình bạn đợi xíu nha. Cho nó sôi lên mình sẽ review cho bạn xem. Chúng ta sẽ có tục nè. Cái này thì mình gọi như lẩu nhưng mà nó đây là súp các bạn. Súp kim chi bò bạch tuộc các bạn. Có bạch tuộc nè. Thịt bò nè.
Đó, giá hôm nay cục giá đây rất là đặc biệt nha bạn. Đó, giá nó còn luôn cái phần đầu luôn. Nên bạn ăn sẽ hay nghe đặc biệt. Đó, có rau. Một ít cộng bún tàu ha. Đấy. Và này cái nước súp này chúng ta ăn với cơm trắng ha. Thì theo như những người Hàn Quốc nói là những cái nước súp là họ nấu từ rau củ quả các bạn. Nhưng chính xác thì không biết nó như nào thì không biết ha. Nhưng hương vị ở cái quán quê hương này rất là ngon. Đó, vì vậy các bạn có thể đến đây thưởng thức thử quê vị của nó nha. Và món này là mình thấy ở đây còn rất là nhiều món nha. Nhờ ba món này mình thấy ngon nhất nên là mình sẽ review cho các bạn xem đó. Rồi địa chỉ mình sẽ để như thông tin mô tả dưới nha các bạn. Và lúc nào chúng ta ăn xong thì quán cũng cho chúng ta một món để tráng miệng là dưa hấu nha các bạn. Bao nhiêu người thì sẽ bấy nhiêu phần ha các bạn. Dưa hấu ở đây phần lớn mình thấy ăn nhiều lần rồi lừa nó cũng rất là ngọt, rất là ngon. À, thì clip mình ở đây cũng kết thúc rồi ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn các clip sau nha. Bye bye. Hãy ủng hộ cho mình bằng cách cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để xem các clip tiếp sau của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.